xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Ngày hôm nay tiếp tục với series bong bóng nghệ thuật đơn giản, chủ đề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một bông hoa 6 cánh các bạn nhé. Để tạo được bông hoa 6 cánh chúng ta chỉ cần 2 quả bóng mà thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu hồng lên để làm cánh. Thổi khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Bông hoa 6 cánh cũng có rất là nhiều cách làm khác nhau, có cách làm nhanh, nhưng ở đây chú Hề ST sẽ chỉ cho các bạn cách làm chậm mà đẹp các bạn nhé. Các bạn để ý, để bông 6 cánh này đẹp thì chúng ta cần cái cánh vừa nhỏ vừa ngắn thôi là vừa đủ các bạn nhé. Không nên làm dài quá, dài quá thì nó nhìn sẽ không được đẹp lắm nhé. Ở đây chú Hề sẽ tạo một vòng tròn cánh thứ nhất, một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Và sẽ làm 6 cánh sẽ là 6 vòng tròn tương tự, mỗi vòng tròn 3 ngón tay. Đây, chúng ta gấp là 3 ngón tay. Tiếp tục gấp lại khoảng 3 ngón tay. Tiếp tục. Tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm. Còn một cái nữa. Còn dư này chúng ta có thể tạo thêm một cánh nữa. Ở đây chú Hề chỉ làm 6 cánh thôi các bạn nhé. Phần dư chúng ta ngắt bỏ, bỏ túi nhé. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng còn lại lên để chúng ta làm cành hoa. Ở đây chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng thôi. Đây là bóng chrome nên nó rất là khó thổi các bạn. Rồi ở bọc quả bóng này chúng ta tạo một quả nho khoảng 2 ngón tay. Chúng ta bóp mềm để chúng ta tạo cái quả nho này cho tròn thôi các bạn. Đây, khi chúng ta cột, các bạn để ý này, khi chúng ta cột sẽ có khoảng này thì quả nho chúng ta sẽ tròn. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn vào cái cánh hoa này, chúng ta làm cái nhị của bông hoa các bạn nhé. Các bạn chưa? Và chúng ta chỉnh sửa lại. Đây, đằng sau này chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 1.5 ngón. Đây, 1.5 ngón thôi các bạn nhé. Và ở đây chúng ta cũng tạo một cái khóa khoảng 1.5 ngón. Khóa lại. Vậy là bông hoa 6 cánh chúng ta đã hoàn thành. Nếu chúng ta làm một bông hoa đơn lẻ thì chúng ta sẽ làm cái lá cho bông hoa ở đây. Tương tự video làm bông hoa hồng nhỏ trong series bong bóng nghệ thuật đơn giản của chú Hề ST các bạn nhé. Bạn nào chưa biết theo dõi, ở đây chú Hề sẽ làm tương tự một cánh hoa như thế này. Và chú Hề ST sẽ gắn vào bên đây để chúng ta làm thành một bó cho nó đẹp các bạn nhé. Đây một cánh hoa tương tự chú Hề ST đã làm. Đây là cánh hoa và
chữ ST sẽ gắn vô đây. Chữ ST sẽ làm khoảng tầm 4 ngón tay. 4 ngón tay các bạn nha. Chữ ST sẽ gắn vào. Vào đây. Ở đây tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng 1 ngón rưỡi và một cái khóa. Ok. C này chúng ta dùng kỹ thuật chuyển hơi. Trong series bong bóng nghệ thuật đơn giản chú hề ST cũng có hướng dẫn các bạn các kỹ thuật cơ bản các bạn nhé. Đây, kỹ thuật chuyển hơi. Ta chuyển cái này lên trên đây. Ok. Vậy là chúng ta đã có hai bông hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cột chung lại để làm thành một bó hoa các bạn nhé. Đây, chúng ta xếp so le với nhau. Chúng ta sẽ quấn lại. Chúng ta dùng thêm một quả bóng nữa. Ở đây chúng ta sẽ tạo. Ở đây chúng ta sẽ tạo hai cái khóa. Như thế này. Chúng ta quấn xung quanh. Kết nối vào đây. Giờ chúng ta cuốn thêm một vòng nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bông hoa 6 cánh đơn giản các bạn nhé. Nếu như chúng ta muốn làm một bó nhiều loại hoa thì chúng ta làm bông hoa 6 cánh kết hợp với bông hoa hồng nhỏ, chúng ta bó chung lại tương tự như thế này thì chúng ta sẽ được một bó hoa rất là đẹp các bạn nha. Đơn giản không các bạn? Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.